mệt hả? Dạ. Thôi mình ngồi xuống đây nghỉ một chút ha. Dạ. Ờ, có xương sa hột é, chị dùng gì? Em dùng cái gì, chị dùng cái dạ. đó. Chị Tư ơi, cho em hai ly xương sa hột é chị. Dạ, dạ, chờ một chút nha. Chị có chút thắc mắc, muốn hỏi em bấy lâu nay, nhưng mà chị e không phải. Đã nói là chị em hàng xóm rồi, có cái gì đâu mà phải khách sáo. Chị muốn hỏi gì, chị cứ hỏi đi, không có gì phải ngại hết. Quen thím cũng được một năm rồi, mà tôi không thấy thím mua sắm may mặc gì cho mình hết. Dù gì thím cũng là vợ của một người danh giá nhất vùng. Với lại cậu Văn đâu phải là người quá khắt khe đâu. Dạ, tại em xuất thân nông dân nghèo hèn, em ăn mặc xềnh xoàng em quen rồi. Anh Văn với mấy đứa nhỏ cũng có mua về, em cũng đem xếp hết chứ không có mặc. Bởi em nghĩ quần áo cũng chỉ là để che thân thôi, còn lạnh lặn tinh tươm thì mình hao tốn tiền bạc để làm gì. Chứ bà con xứ mình cũng còn nghèo lắm, nên em muốn dành dụm chút đỉnh để phòng thân. Rồi khi thiên tai dịch bệnh, mùa màng thất bát cũng có cái để mà ăn. Dạ mời hai cô. Cảm ơn dì Tư. Dạ. Dạ. Em mời chị. Chị nghe người ta nói tiếng thím nhân hậu nhất xóm mình, bây giờ mới chứng kiến lời đồn đó không có sai. Chị nhất định sẽ học hỏi là không có phung phí tiền bạc một cách hoang phí nữa. Đây là ý của riêng em thôi, chị đừng có hiểu lầm. Rồi trách là em muốn lên giọng dạy đời. Chị làm sao mà trách thím, những lời của thím đã giúp cho chị tỉnh ngộ. Mà chỗ chị em, chị cũng không giấu giếm làm gì. Thực ra trước khi về làm vợ anh Lẩm, chị vốn là con nhà ruộng chứ không khá giả gì hết. Lúc đó nhà của chị rất là khó khăn, nghèo đến nỗi má của chị đứt ruột đau lòng đem chị Tư cho bớt người ta luôn. Chị nói gì sao? Việc Tư của chị mà chị đem cho người ta là sao? Lúc đó chị còn nhỏ, không có biết gì hết. Nhưng mà theo lời chị hai của chị trăn trối lại là như vậy. Tất cả những gì liên quan tới thân phận của em Tư, chị đều ghi chép cẩn thận cất ở trong đây. Má kể lúc cho em Tư, má có đưa cho vợ chồng kia một chiếc vòng cẩm thạch giống hệt như chiếc này vậy. Đây là đôi vòng cưới của bà ngoại, và đó cũng là kỷ vật duy nhất để tìm thấy em Tư. Nên bao năm nay dù nhà nghèo như thế nào, má vẫn quyết giữ không bán.
Đây là lời hứa của chị với thím má. Chị không muốn giao gánh nặng này cho em, nhưng chị lo là chị không phải nói gì hết, em nhất định mới kiếm được chị Tư. Cũng hơn hai mươi mấy năm rồi, chị vẫn tiếp tục theo manh mối của chị hai để lại, lặn lội khắp nơi để kiếm chị Tư. Nhưng mà ông trời cứ như thể trêu ngươi chị vậy. Lần nào sắp tìm ra manh mối thì cũng nhận được tin là gia đình họ chuyển đi. Ông nhà của chị cũng vì thương mà muốn chị làm tròn lời tín thác của chị hai, nên khắp cái tỉnh này nè, hễ mà nghe có manh mối là cùng chị rong ruổi kiếm tìm. Anh nhà chị nói để mà tìm kiếm một con người mà chỉ có một chiếc vòng này thôi thì chẳng khác nào là mò kim đáy biển. Người nào có lòng á thì ông trời sẽ không có phụ. Em tin rồi á, sớm muộn gì chị em của chị cũng đoàn tụ thôi. Chị cũng mong như lời thím nói như vậy đó. Lần này chị nhất định dừng chân lập nghiệp ở cái xứ này. Thứ nhất á là chị nghe đồn thổ nhưỡng ở đây rất tốt. Thứ hai á là chị nghe nói đây là nơi dừng chân cuối cùng của chị Tư chị. Nếu mà chị có manh mối như vậy thì dễ rồi. Anh Khải Văn á biết nhiều, lại có uy tín với nhiều người. Em sẽ nhờ ảnh tập hợp người dân quanh đây để hỏi giùm chị. Biết đâu mình có manh mối gì thì sao? Phải đó Đa, chuyện như vậy mà sao chị không có nghĩ ra. Cảm ơn thím nghe. Nhưng mà làm như vậy thì chị sợ là có phiền bà con dân làng với cậu Hai Văn không? Em biết tính của anh Văn mà, giúp người thì anh không có thấy phiền gì đâu. Mà bà con ai cũng vậy cả thôi. Được như vậy thì may mắn cho chị quá. Thiệt đó. Cô có sao không? Em không sao. Có chuyện gì vậy chị? Không có chuyện gì đâu. Nhưng mà tự nhiên là chị đang có một cái chuyện gấp cần giải quyết. Chị xin lỗi nghe. Thôi chị đi trước, em thông cảm. Dạ.